ảnh với người đó sống ngay trước mặt chị luôn, như kiểu mà sống lộ luôn, là không che giấu đâu, tức là công khai luôn, công khai luôn đó. Nhìn bức xúc, chẳng thà không còn sống nữa, thẳng thà nói thẳng như trước mặt chứ đừng giấu giếm. Giấu giếm sau này lộ ra hết, sống ngay trước mặt của chị, chị hỏi em tức không? Một người vợ sống chung thủy, nghèo giàu không cần vấn đề, nguyễn cái tình thương của trời, vợ chồng thương nhau cái này mà anh đành nào anh bỏ dứt một cái một là bỏ mấy đứa con, là tính treo cổ trong nhà trọ. Rồi sanh chị này ra, ra tháng tính là kêu những người một đứa em ở sớm chở đi ra cây cầu Tô Châu Hà Tiên mình á. Trời ơi, lúc mà bé còn trong bụng là chị đã có ý định là treo cổ trong phòng trọ rồi. Đúng rồi. Rồi sau đó mà khi sinh bé ra là chị lại có ý định là nhảy cầu. Nhảy tính nhảy cầu 3 lần. Tính nhảy cầu 3 lần luôn. Tức là ba mẹ con là tắm cái nước này luôn. Đúng rồi. Từ dưới cái con kênh nó múc lên đây. Đúng rồi. À, tắm mấy đứa này. Rồi rửa chén rồi thì sao? Rửa chén xuống đó lên múc nước này rửa lại. Dạ Đăng xin mến chào quý cô bác chị. Ngày hôm nay thì Đăng đang có mặt tại Đồng Tháp, đồng hành với mình cũng là anh Kiệt Long An và RTV. Thì ngày hôm nay thì Đăng đến chia sẻ một cái hoàn cảnh là rất là đặc biệt đến cho mọi người. Thì cả nhà cũng thấy là Đăng đang đứng ở một cái vị trí là một cái nơi giữa một cái cánh đồng, ngoài xung quanh thì có rất là nhiều ruộng lúa và những cái vườn cây ăn trái của người ta như thế này cả nhà. Đó thì bây giờ là phía trước cả nhà đây là ba mẹ con hiện tại là đang sinh sống ở một cái trại ở ngoài nơi hoang vắng. Thì bây giờ là câu chuyện là nghe nói là người chồng đã bỏ ba mẹ con đi rồi, sau đó thì ba mẹ con là vì rất là buồn cho nên là ra đây sinh sống. Giờ đi qua cây cầu là anh Kiệt cỡ dây giày dép ra đi anh Kiệt ơi. Mang dép không? Khỏi mang dép chị, sơ không chị? Dép cũng được. Mang dép được không đó, mấy dục dép của bệnh trước đi anh Kiệt ơi. Được mà. Hên xui thôi. Hên thì ở trên còn xui thì xuống nước. Chị gặp đầu không chị? Không cắn nhiều. Trời ơi. Cái cây này nó hình như nó muốn một luôn rồi chị ơi. Ổn không Kiệt? Bây giờ đi hoàn cảnh toàn là ở ngoài ruộng ngoài đồng được không à? Rồi, ngồi giờ tới em qua. Cái cây này nó cũng to cả nhà. Đây nè. Sợ trơn quá. Rông không à? Chỗ này trơn. Dép em nó trơn nữa. Đi đừng nghĩ tới cây cầu, đi cứ nghĩ đi tới nha. Ừ. Để chú rồi dép qua coi. Ta chào chú lại con. Nó giỡn cho dép qua. Dép qua trước luôn rồi. Rồi lụm chiếc dép qua chú lên luôn. Bỏ xuống ruộng luôn rồi. Ê, cái chân té xuống cái là ướt máy hết đó đi ơi. Trời ơi, giỏi quá, lụm dép luôn ha. Còn chiếc đó đâu? Chiếc nằm dưới ngô kìa. Để em đi qua thì mình sẽ trò chuyện với chị em cái tính. Rồi tụi em chào chị nha. Dạ thì tụi em biết được hoàn cảnh của mình ở đây á, mình khó khăn á, ở giữa một cánh đồng như thế này nè, cho nên tụi em đến tìm hiểu cũng như là chia sẻ coi hoàn cảnh mình như thế nào ha. Thì ở đây mình có ba mẹ con hả chị? Ba mẹ con ở giữa ruộng gì luôn á hả? Ừ. Mình ở đây lâu chưa? Năm rồi. Ở một năm trời rồi. Được 9 tháng mấy, gần năm rồi đó. Dạ. Rồi như thế nào mà mình ở đây chị? Không có đất đai hay sao? Có mà có đất của cha mẹ, anh cha anh cho mướn rồi anh đi làm chà làm xa. Ừ.
Rồi giờ bây giờ là đất này là đất của ai? Đất của anh cha cho người ta mướn. Cho người ta mướn. Và nhưng mà ở đây là mình xây cái trại mình ở hả? Hôm đó có cái nhà anh cha thứ năm ở đây, dông gió mấy tháng trước bị sập. Là cái nhà này ha? Đúng cái rồi. Nhà hiện tại là đang sập là cái nhà, là nhà của anh trai của anh chị. Anh trai thứ năm. À. Rồi lúc là mình ở trong căn nhà này. Đúng rồi, rồi. Sập rồi sau đó mình mới ra cái căn chòi bên kia ha. Mấy cha chòi ngay chỗ cây me ạ. À. Đi bây giờ mình chị dắt em qua bển đi ha. Mình không có ruộng đất đai ở ngoài đường lớn sao vậy, sao ở trong đây dữ vậy ta? Gió hôm nó sấy vậy luôn hả trời? Ừ. Lốc sấy hả chị? Chắc gió hôm nó sấy hay gì quá. Xung quanh đây toàn là vắng lắm cả nhà, ruộng lúa được không à? Đây là ruộng lúa, chanh, ổi, sầu riêng. Dạ. Yeah. Mít. Rồi ba mẹ con sống vậy nè cả nhà. Trời ơi. Nay căn chòi có em có chị. Dạ. Yeah. Là tối là mấy mẹ con ngủ đó đó ha. Ngủ trong đó đó. Nó hầm dữ lắm. Sợ sợ ba con bù kẹp nó bò lên á. Dạ. Cái chiếc niệm cũ á, cái đầu chị lấy ra chị chải cho con bé nó ngồi chơi vậy. Thấy tội quá cả nhà. Đây ra. Hai đứa con của chị nè, chị được hai đứa hả? Chị bốn đứa mà hai đứa lớn ở dưới Cà Mau, ở dưới ông nội. Bốn đứa con. Mà chồng chị có bồ nhí, nó có bồ, bỏ mẹ con chị. Thì em cũng nghe cái câu chuyện là chồng chị là có một người khác. Sau đó là bỏ mẹ con chị. Là cái câu chuyện đó là như thế nào hả chị? Nó kể đó dài dòng, kể có không hết, ngắt đoạn nhưng chứ kể dài dòng quá cũng không. Dạ, rồi ảnh ý là ảnh bỏ chị bao lâu rồi? Cũng năm mấy rồi. Một năm mấy rồi. Rồi lúc trước là mấy mẹ con cũng chồng mình cũng sống ở đây luôn hay sao? Không, sống trên Kiên Giang Hà Tiên vô như này. Sống trên Kiên Giang, trên Hà Tiên chở anh. Dạ. Đưa ghế cho chú ngồi. Chị ngồi đi, chị ngồi đi. Em, chị ngồi đi chị. Sống ở trên Kiên Giang chở anh có chồng lục nghiệp, có chồng với Cà Mau. Rồi đi lên là lên Kiên Giang Hà Tiên lập nghiệp ở chở anh. Dạ. Rồi có lần đi mà ngang xa rồi cái ảnh này con ngồi này nè. Con ngồi dưới cục gạch kìa. Con ngồi dưới cục gạch nè. Ừ, ngồi dưới đó đi. Con chờ từ đi con, để con từ cho mẹ cho chú nói chuyện. Nói chuyện mẹ xíu. Rồi ảnh có một lần đi làm ăn xa rồi ảnh nãy nọ rồi phát hiện vậy đó. Ừ. Rồi cũng không về nhà, cơm nước rồi điện có mất máy, con cái bệnh đêm. Ha, thằng này với thằng cha thứ ba bị sốt nữa đêm nó hôm nó điện cũng không mất máy. Dạ. Cũng buồn rồi phát hiện vậy đó. Rồi cũng không về nhà ăn cơm, cũng không về nhà ngủ nữa. Rồi cái đầu bệnh, cái bệnh sỏi túi mật trong gan á. Là chị bệnh đó hả? Đúng rồi. À. Cái có bầu chị này. Rồi không có biết là mình nghĩ là mình bệnh thôi, đâu biết là có bầu. Dạ. Cũng phát hiện đi qua bệnh viện, qua bệnh viện cấp cứu là phát hiện có bầu chị này luôn. Ừ. Có bỏ đâu có được. Ừ. 4 tháng rồi. Ừ. Thai nó bự bỏ đâu có được. Rồi tính cũng bỏ mà cha mẹ chồng không có cho. Dạ. Rồi về cho chú ảnh hay vậy đó, ảnh kêu chị bỏ. Bỏ mà cha mẹ chồng nó thai nó bự bỏ gì lỡ khổ rồi cũng nghèo rồi thôi để nuôi đi con ơi, phá bỏ uổng rồi, bỏ tội lắm. Ừ. Vậy đó sau này cái ảnh đi luôn, ảnh không có về. Ảnh với người đó sống ngay trước mặt chị luôn. Sống ngay trước mặt chị là như thế nào? Sống như kiểu mà sống lộ luôn, là không che giấu đâu. Tức là công khai luôn. Công khai luôn đó. À. Mướn nhà trọ ở ngoài ở luôn. Rồi chị có gặp được cái mặt cái người vợ bé của anh không? Chị thấy trong hình không à? Thấy trong hình thôi chứ chưa gặp ở ngoài ha. Đúng rồi. Nhưng mà cái lúc mà chị phát hiện là tại như thế nào mà chị phát hiện được? Phát hiện tin nhắn với phát hiện ngay mùa dịch chồng chị giữ rau mùa dịch bán đồ tươi ngoài chợ ngoài lộ vậy nè. Ừ. Phát hiện đem cơm cho ảnh ăn vậy đó, cái chị ra gom tô dĩa vậy đó. Ừ. Phát hiện ảnh với người đó nói chuyện trong điện thoại. Rồi chị nói rồi hai chồng cự gánh đồ quýnh chị tại đó luôn. Trời ơi, ghê vậy. Rồi chị mới cầm điện thoại, chị móc điện thoại chị điện cho bà chồng chị nói mẹ anh Loan nói chuyện với con nhỏ nào á, con kêu ảnh đưa con nói chuyện, ảnh không đưa vậy đó. Ừ. Rồi cái ảnh đồ quýnh con ngoài này nè mẹ ơi. Vậy đó. Không có gì, có nhiều đó mà chị buồn. Chị hỏi chứ gặp thay trò như em như theo chị á, đứng hoàn cảnh như chị á. Tối ngày người chồng đi làm mà cũng không về nhà ăn cơm. Về nhà cũng không ngủ ở nhà, rồi để hai mẹ có ba mẹ con ở nhà. Phòng vắng người đàn ông mà con cái vợ con ở nhà lại bệnh hoạn. Ừ. Hỏi em như trò theo chị vậy em chịu ở được không? Ừ.
Tức là lúc là ở bên chồng là bên Kiên Giang á hả? Đó, bên đó là bên chồng. À, lên đó lập nghiệp làm. À, lập nghiệp bên đó. Còn bên chồng thì ở đâu? Ở Cà Mau. Ở Cà Mau ha. Rồi sau đó thì mới xảy ra cái sự việc là ảnh có vợ bé. Đúng rồi. Rồi ảnh bỏ đi ha, có bỏ đi không? Anh bỏ anh đi không đó, anh không có đâu về, anh đi làm rồi anh đi ngủ ngoài luôn với người đó luôn, nhà trọ luôn vậy đó. Ừ. Rồi anh đâu có về nhà. Nấu cơm chờ mòn mỏi cũng không về, mà cuối cuộc cũng mang tiếng nữa. Lâu lâu cái về chọt về vậy đó. Điện không bắt máy, lâu lâu cái chọt về cái đầu về đâu có nấu cơm đâu. Cũng nấu cơm mẹ con ăn đủ à. Ừ. Cái về cái xách tô qua anh chồng của chị bới cơm rồi ăn, anh chồng hỏi sao về vợ mày không nấu cơm. Có nấu ở đâu, cuối cuộc mang tiếng chồng con đi làm ở nhà không nấu cơm ăn. Ừ. Tức là ổng tối ngày là ổng đi ở ngoài được không ha? Đúng rồi. Là còn ở với bà kia nữa. Ừ. Đó, cho nên là đôi lúc là chỉ về nhà một hai ngày về lọt chọt vậy mình cũng không biết được đúng không? Như hồi nãy giờ anh với hai đứa em lại ha. Ừ. Lại đi về đi nữa rồi. À. Chứ đâu có nhà lâu. Mà về thì về có chút xíu à? Đúng rồi. À. Rồi khi mà chị phát hiện á, chị có nói gì với ảnh không? Cũng có cự cãi. Nói chung là vợ chồng sống mười mấy năm rồi, cũng bốn đứa con mặt con rồi. Ai mà không thương chồng, ai không ghen, ghen cũng phải nói này nói nọ. Dạ. Cũng khuyên, cũng nói này chồng kia là anh nghĩ bên đây con kia. Cũng người đàn bà cũng bán vé số, cũng có chồng rồi, ba đứa con rồi. Trời ơi. Ba thằng trai nữa. Trời, câu chuyện này kể mấy chừng nào hết. Rồi chị thấy càng ngày càng cái thai càng lớn rồi chị mới... Ảnh con không về, không có ngó ngàng gì tới, với bệnh hoạn của chị không ngó ngàng gì tới. Chị mới xin là bây giờ thôi, anh đã muốn như vậy rồi, mới thôi giờ á, anh cho tôi xin 10 triệu, tôi về quê tôi sanh đẻ cứng cát, anh đưa đơn tôi ký. Ừ. Cái người đòi ký là chị đòi ký trước, ừ. Chị đòi ly dị. Mà ảnh kêu chị là sống như vậy đi. Chị mới buông câu một nói á, là anh muốn kiếm cái hạnh phúc đó vậy rồi, mà anh để tôi sống như vậy là sống vậy là sống làm sao. Ừ. Anh muốn hạnh phúc, anh không lẽ anh không cho tôi muốn hạnh phúc riêng của tôi vậy đó. Rồi có một lần điện con bệnh suốt một đêm, hai đứa thằng này cũng vậy, thằng cha thứ ba sốt suốt một đêm điện không bắt máy, nhìn bức xúc, chẳng thà không còn sống nữa, thẳng thà nói thẳng như trước mặt chứ đừng giấu giếm. Dấu giếm sau này lộ ra hết, sống ngay trước mặt của chị, trời ơi, em minh tức không? Một người vợ sống chung thủy, nghèo, giàu, không cần vấn đề, nguyễn cái tình thương của trời, vợ chồng thương nhau cái này. Mà anh đành nào anh bỏ, dứt một cái một là bỏ mấy đứa con. Bỏ nhỏ này lúc hồi trong bụng mẹ, tới ra ngoài luôn, tới chị sanh đẻ trong bệnh viện. Không có trong một người nào mà trong cái vừa chị trong vừa bệnh viện đâu, vừa làm mẹ vừa làm cha vừa trong ở trong bệnh viện. Nhiều lắm, câu chuyện này dài dòng dữ lắm, nó không có hết. Giờ chị nhớ chứ đâu là em kể tới đó. Tức là cái lúc mà ảnh có một cái người ở ngoài á, là khi mà đó là chị biết, sau đó là ảnh không có quan tâm lo lắng gì cho chị hết. Đúng rồi. Rồi chị mới đưa ra cái ý định là ly dị. Đúng rồi. Nhưng mà ảnh không chịu ký. Đúng. Ảnh kêu là bây giờ mình phải sống như vậy, giờ có đi. Chị và phải có thêm cái người kia luôn. Đúng rồi. Mà thậm chí đó là chị ở nhà trọ 11 năm mà lúc ảnh có đó rồi. Thậm chí gạo chị không có ăn. Như 10 ngày là chị 1 triệu. Ừ. Giết còn 500. Giết còn 300. Giết còn 200. Giết còn 100, giết còn 50. Ừ. Rồi không có luôn. Là mẹ con chị ở nhà ở vòng vòng sống vòng như thí dụ giống chồng vòng sớm này, cưng với em này với anh với anh này, nấu cơm như bạn gái quen biết nấu cơm lại bưng lại cho chị ăn. Dạ. Như vậy đó, rồi thậm chí sớm ghiền ta thương mẹ con chị cho gạo cho tiền, cũng như là nhờ chồng sớm ha. Đúng rồi, chị về đây cũng vậy đó. Rồi ảnh năm nay bao nhiêu tuổi rồi chị? Sinh năm 1984. 1984. Ừ. Là nhiêu tuổi anh Kiệt? 40 rồi. 40. Còn chị thì chị tên gì? Chị năm tên nay 10, tuổi? Thứ 10 luôn em. Chị 10, chị thứ 10 luôn. Ừ. Năm nay chị nhiêu tuổi? 42. 42 tuổi, là chị lớn hơn ảnh ha? Lớn ảnh 2 tuổi, mà người thứ 3 cũng lớn tuổi hơn ảnh. Rồi cái người kia cũng lớn tuổi hơn ảnh luôn. Đúng rồi. Ờ. Đừng con.
Vậy là chị về đây là chị sống một năm mấy nay rồi. Hiện tại là cái đất này là đất của anh, nhưng mà hiện tại là cho người ta thuê. Đúng mà rồi. Xong mình mới xin là mình ở lại hả? Đúng rồi. Và có phải trả tiền cho người ta gì không chị? Không. Người ta cũng thương mình, người ta cũng cho ha? Đúng rồi. Rồi hồi trước thì mình làm công việc gì? Trước chị ở trên sống với chồng, chị ở nhà chăn con vậy đó, cơm nước vậy đó. Chị cũng đi, có đi làm cu li nữa mà ảnh không cho chị đi làm. Làm cu li làm hộ á hả? Không có, nên làm con cu li á. Con cu li là con nó y gan con ghẹ của mình vậy đó. Làm hải sản. Là vừa làm anh nói làm không có bao nhiêu tiền, thôi ở nhà coi con đi, cơm nước giặt giũ được rồi đi làm gì, bỏ con rồi lăn rồi lóc. Dạ. Vậy chị không đi làm. Rồi sau này anh sanh tật như vậy đó. Rồi ở đây thì bây giờ là chị làm công việc gì để mà có tiền để mà mấy mẹ con sinh sống đây? Hồi trước chị mới vô đây ở, chị cắt lục bình đi. Cắt lục bình rồi nuôi con, mua sữa cho mấy đứa này uống. Dạ. Lục bình này chị mới gãi phân, chị dưỡng dưỡng lại, chưa được cắt, khoảng nửa tháng nữa cắt rồi. Dạ. Là bây giờ chủ yếu là công việc của mình là cắt lục bình ha. Là một ngày được bao nhiêu tiền chị? Ngày mười mấy ngàn, không tới. Trời ơi, ngày mười mấy ngàn rồi sao đủ tiền mình sinh sống? Chủ yếu cho sữa cho cháu uống là chị vui. Em nghĩ chắc chị với lại mấy đứa là ăn rau nhiều ha. Ở đây bắt cá có, dạ. Cá với rau đồng đây không có mua. Dạ. Ít có mua lắm. Chị bắt cá được luôn hả? Bắt cá, cắm câu, đồ bắt ốc rồi đó. Làm hết luôn. Cái những gì mình làm mà có Nguyễn có đồ ăn cho con là chị làm được hết. Rồi ví dụ như đôi lúc không có tiền mà cháu nó bệnh thì sao? Mấy điện mấy chị, xin tên mấy chị. Xin hả? Xin mấy chị ha. Là chị là tới 10 chị em rồi đúng không? 10 chị em, 6 gái 4 trai. Bây giờ chắc cũng tứ tán hết hả? Đi làm thành phố rồi đi đi Đắk Nông hái cà phê hết trơn. Dạ. Yeah. Nói chung là ở đây là buổi tối là chắc cũng đâu có điện nước gì hả chị? Có hồi đó ở đèn dầu, có đốt cái đèn cốc hồi đó của mình á anh. Rồi mấy ảnh mới vô quay đó cho cái đèn năng lượng. Dạ. Yeah. Cũng mấy anh vô chia sẻ cái đèn năng lượng ha. Và nước thì sao chị? Nước thì nước uống là nước uống với nước ăn thì đổi nước. Nước tắm thì xách lên cái lu đó tắm cho mấy đứa nhỏ vậy đó. Tắm nước dưới sông luôn hả? Ừ. Đâu chị chỉ em coi. Tắm dưới đây hả chị? Sạch nước cho nó đây, lóng hay về trong ngày tắm với nó nhỏ. Chị có lóng phèn không? Không, rồi sạch lên tự nó lóng, nó lóng nó trong gì nè. Mình để yên vậy tự động nó lóng cái cặn xương. Bắt mấy thằng ốc bu đích xanh á. Dạ. Bỏ vô nó trong nước nó trong. Trong luôn mấy con ốc nè. Tức là ba mẹ con là tắm cái nước này luôn. Đúng rồi. Từ dưới cái con kênh nó múc lên đây. Đúng rồi. Xong rồi mình đi lóng cho nó sạch sạch chút xíu rồi bắt đầu mà mình tắm. Ta tắm mấy đứa này. Rồi rửa chén đồ thì sao? Rửa chén xuống đó lên múc nước này rửa lại. Giặt đồ cũng vậy luôn. Đúng rồi. Rồi ơi. Chỉ có cái nước uống với lại nấu ăn là mình đi đổi bình ở ngoài đi thôi. Đổi bình đẩy vô mượn xe gù người ta đẩy vô. À, còn một bình đổi là bao nhiêu tiền? 11.000. 11.000. Rồi ơi, em thấy chị ở đây sao sống cực khổ quá, không có cái gì hết. Làm thì không có tiền nữa. Ở tạm đi, từ từ cũng đi ra ngoài lộ ở, đâu ở hôm nay được hoài đâu. Ngoài lộ ở thì có ai ngoài không? Có anh trai đồ đó, anh cũng khổ, mấy anh cũng khổ. Dạ. Yeah. Mình ở cũng còn anh ruột cũng còn chị dâu. Đúng rồi. À. Nguyễn chị ruột cũng còn anh rể, cũng khó lòng dữ lắm. Nói chung em cũng muốn sống tự do vậy nè, chứ em không muốn về ở gần với mấy anh hay là mấy chị, cũng khó lòng cho anh với mấy chị lắm. Dạ. Yeah. Chẳng thà mình sống như vậy. Khó xử hả chị? Khó xử lắm, làm cho anh mấy chị khó xử. Trong khi người ta không biết, mình về mình, cái gì cũng về anh á, cũng khổ lắm. Em muốn sống, con cái ở đây nó tung thiếu là nước thôi. Chỉ nước thôi chứ em ở, mẹ con em ở hôm nay em phải ở chỗ này yên tĩnh. Em thấy ở đây yên tĩnh thì có yên tĩnh rồi đó. Đúng rồi. Nhưng mà nó vắng vẻ quá. Nó không có ai hết, vắng vẻ quá. Chị không sợ hả? Không. Đôi lúc... Hồi đó mới vô em ở em sợ lắm. Hồi đó mới vô ở em sợ lắm. Mình sợ là mình sợ vấn đề gì chị? Sợ mà sống không? Đúng rồi.
nhà mình gì nè, không có cửa nẻo gì hết mà cái chòi đó, sợ người kiểu như bậy bạ người ta làm những chuyện gì mà mình không biết được á. Sợ sợ. Nói chung ở đây cũng cũng hiếm có cái vụ đó lắm. Ừ. Như bà chị ở các cái nhà đó, bà sống hồi nào giờ luôn đó. Sống ở đó là chị còn rất nhỏ luôn đó. Dạ. Tới giờ cũng sống độc thân nuôi con vậy đó. Ví dụ như sống kiểu như là có cái nhà kiên cố đàng hoàng, có cửa nẻo thì đỡ. Còn đỡ. Chị bây giờ chị sống trong một cái chòi, chị là thấy nó nguy hiểm đó. Rồi, rồi mấy mẹ con nó xài nước gì nè cả nhà. Đây nè. Vô cả nhà xem nè. Nước là từ dưới con kênh đó múc lên. Đó rồi rồi mấy cái lục bình đó là chị dưỡng là gì, cắt chị bán đó hả? Đúng rồi, chị gãi phân. Mua phân thì chị gãi. Ừ. Tội quá trời tội cả nhà. Rồi chỗ đâu mà mình đi vệ sinh rồi chị? Đi nhờ trên đó. Ở trên đây có nhà hay sao? Chòi ruộng của người ta này. À cũng đi nhờ của người ta ha. Tắm rửa đồ cũng bằng nước này hết trơn các bạn. Rồi chị dắt em đi coi một vòng cái căn trại của mình ha. Ở sao hả? Đi vô trong chứ chị, chỗ mấy mẹ con ngủ coi như thế nào. Mẹ chưa có sạc. Rồi nấu nướng rồi đồ cũng bằng củi hết hả chị? Bằng củi không? Nấu ở đây nè ha. Tụi nó nay em bệnh đâu, tụi nó nay luôn. Thì đâu kiếm củi nổi đâu. Cái này cái gì vậy chị? Là cái lá lốt á, em nấu thuốc, em sắc thuốc em uống á. Ủa chị uống lá lốt chị bệnh gì? Bà hổm cách bữa 16, tối 16 đi nhập viện mà bảo hiểm em hết rồi đó. À. Cái đi bệnh viện cái kêu nhập viện kêu vô phòng cấp cứu đơn mổ mà bảo hiểm nó hết chứ không có tiền á. Dạ. Rồi kêu chích thuốc đi về. Một cái túi mật á hả? Một túi mật vào trong gan. À. Vậy là cái túi mật của chị là nó bị nãy chị nói là bị sạn hả? Sỏi trong nằm trong túi mật. Bị sỏi trong túi mật. Rồi bác sĩ kêu mổ. Mổ. Mổ để lấy cái sỏi ra. Mà bảo hiểm nó hết. Ừ, hết bảo hiểm rồi. Là không có tiền luôn. Rồi chích thuốc rồi đi về hả? Chích thuốc giảm đau đi về. Rồi nếu vậy thì mình không mổ rồi nó đau chị là sao? Bây giờ uống thuốc này nè. Uống thuốc này chừng nào nó đau. Giờ chị tính một hồi cái ẩm cháo đưa gửi ngoài kêu xe ôm chở đi làm giấy cước rồi xong mới làm mua bảo hiểm lại được. Ừ. Bảo hiểm nó hết thời hạn rồi, bởi vậy mổ đâu có được, không có tiền. Ừ. Nghe chị chia sẻ mà thực sự là rất là tội luôn cả nhà. Chị có biết là lên ca mổ là khoảng bao nhiêu tiền không chị? Nghe mấy người ở xóm nói là có bảo hiểm thì mổ nó không bao nhiêu tiền, mình chỉ lo tiền ăn thôi. Không có bảo hiểm thì tới mười mấy hai chục triệu gì đó. Mười mấy hai chục triệu đó, em đâu có tiền. Nếu mà mổ có bảo hiểm là em nghĩ rằng tính vài triệu à? Vài triệu đúng rồi. Ừ, vài triệu để mình đóng cái tiền viện phí rồi mình nằm ở trong đó. Tiền ăn nè. Ừ. Không có bảo hiểm là nó rơi vào tầm 15 16 triệu á, nếu mà mổ cái túi mật. Rồi bây giờ trong người chỉ còn tiền không? Còn trong mình được 2 triệu không dám xài. Không dám xài hả? Không. Ừ. Để dành những lúc mà mình bệnh ha. 2 triệu đó em nghĩ là chứ cũng bà con đồ cho chị ha. Anh em đồ cho chị ha. Mấy anh không quên chuyến trước chưa quay á. À. Không dám xài, chỉ nhín mua sữa nhỏ này. Mua sữa chị này uống rồi lâu lâu cái cách mấy ngày mới mua đồ ăn cho hai đứa nhỏ. Dạ. Rồi bệnh đau thì mua thuốc chim chim vô uống vậy nữa. Ừ. Đó, trời tội cả nhà. Bây giờ là uống cái lá lốt này mình cầm chừng cái cơn đau ha. Dạ. Không có tiền để mà mổ rồi, phải uống cái lá lốt này cả nhà. Mà dừa 10.000 trái nữa đó. Ừ. Nấu với dừa hả chị? Dạ đúng rồi. Rồi chị uống là thấy có bớt có đỡ gì không chị? Cũng mới nói với mấy em với mấy anh mấy chị số ngoài lộn nữa. Xem uống cái này xem đi tiểu quá trời, này tiểu nó mới độc thải ba cái sỏi với da. Đúng rồi. À, nó giống như là nó lợi tiểu á. Để mới thải mấy cái sỏi ra nhưng mà khó lắm chị ơi. Ví dụ như thận á thì có thể là bài thiết được, còn khi mà nó mặc rồi thì khó. Đúng rồi. Này trừ khi mổ thôi. Ừ. Rồi bây giờ nó có hành chị đau nhiều không? Mà phản hồi từ đi bệnh viện đi cấp cứu về đây la mổ đó. Ừ. Mà bác sĩ kêu bác sĩ chích là gì hôm nay thấy hơi im im mà khoảng 3-4 ngày nay vậy đó. Ừ.
cũng sợ lắm, xuống về đêm là sợ lắm, sợ nó đau ban đêm, sợ lắm. Bởi vì bây giờ chị phải có cái sức khỏe để lo cho hai đứa nhỏ nè. Bây giờ chị mà có chuyện gì không biết hai đứa nhỏ làm sao luôn, tại vì nó còn quá nhỏ. Còn nhỏ. Đứa này thì mấy tuổi rồi chị? Nó được tuổi mấy à? Thằng đó thì 5 tuổi. Một đứa 5 tuổi, một đứa tuổi mấy? Rồi ba mẹ chị thì ở đâu? Ba mẹ ở đây luôn. Ở góc ở đây luôn, nhưng mà còn không chị? Cha mẹ mất lâu. Mất lâu hết ha. Bởi vì không có nương tựa ai được ha. Phải có cha mẹ, gửi cha mẹ rồi cũng đỡ, chị đi làm cũng đỡ. Rồi mình dựng một cái chòi kế một cây me vậy ha chị? Chị dựng này, mấy anh mấy chị đều về dựng phụ giùm. À. Chị đâu biết làm gì đâu. Ừ. Rồi mấy tấm bạc này người ta cho hay sao? Mấy chị cho luôn. Mấy chị cho ha. Mấy chị ruột mua về đi làm gì mua cho. Dạ. Yeah. Gió vũ gách hết trơn. Ừ. Mưa là chắc nó tạt đồ banh hết ha. Có ngoài này tạt. Mưa không sợ, sợ gió. Sợ gió, gió thì nó, nhiều khi chắc gió nó bay luôn quá. Gió bỏ đè cái nhà đó, xong muốn cái mẹ ba mẹ con xíu chết. Ôi trời, là sao chị? Gió nó sập cái nhà đó đó. Ừ. Là đè ba mẹ con. Đè luôn hả? Dạ. Cái cột nó đè thằng này, nó trúng cái đầu thằng này. Trời ơi. Tưởng bữa đó chết thằng này. Thằng này chết thì em gãy giò. Trời ơi. Con nhỏ này ngồi trong lòng ôm nó vô vậy nó không sao. Giống như là chị che nó lại ha. Che nó. Ủa là lúc đó là đang ngủ hay sao? Chắc chiều rồi. Ừ. Mà nghĩ không có gió đâu, chắc nghĩ trời chỉ mưa. Chỉ mưa vậy thôi, đâu nghĩ là gió. Ừ. Vừa bỏ giò tính ra ngoài, mưa làm gãy mới gãy á. Tính bỏ giò ra ngoài cái đầu ai ngờ đâu là ập tới luôn. Ừ. Không có đường nào chở được hết. Trời ơi. Rồi chúng nhỏ chúng đầu có sao không chị? Nó nằm xuống vậy nó dướng cái võng lại. À cũng hên ha. Cái võng ở trong có mùng á. Vì hôm đó nói chung là cắt lục bình này là trời mưa á, thì không trời mưa cắt có tiền mua sữa để chị này uống. Ừ. Rồi trời mưa đâu có cắt được đâu, có tiền cho chị uống. Ừ. Cái đầu dứt sữa chị. Nói dứt thì dứt chứ có tiền mua sữa chị uống, không có cho chị ăn cơm vậy đó. Ừ. Cái đầu bữa đó nó hết sữa đi, cũng hết tiền nữa, không có tiền mua sữa. Chị mới văng cái võng á. Chiều cho anh ăn cơm mà giăng giỏng trong mồm cái đầu tối đưa cho chị ngủ. Ừ. Ai ngờ đâu vừa đó là xong luôn, cái nhà sập luôn. Vậy là tính ra là mình cũng hên á, là có cái giỏng nó đỡ lời nhỏ đó đó. Hên nhờ cái giỏng nó che nó cản lại vậy nè. Dạ hay đó. Cái cây nhà cái cột này nó ngã đập xuống vậy nè. Ừ. Cái cột bự không chị? Cái cột xi măng, cột vuông vuông của mình đó. Trời ơi. Cột vuông vuông của mình á. Vậy cái lưng có em gì nằm dựa trong vách tường nha, vách tường vẫn còn đó. Vách tường thì chị em bỏ nhỏ này trong lòng, cái thằng này thì nằm trong vách tường luôn, nó đang ngủ. Ừ. Nắm tay nó kéo nó vậy mà kéo không kịp. Mới dướng lại, ai ngờ nó ngã xuống vậy nè. Ừ. Nó ngã xuống cái đầu cái võng đó. Cái đầu nó ngã xuống cái võng, cái thằng này nó em kéo nắm tay gịch lên vậy nè. Tặng ôm nó vô lòng luôn á. Mà gịch chưa kịp nữa là nó ngã xuống. Chúng nghe chỗ này nè. Vừa đụng tới thôi ha. Vừa đụng tới thôi. Trời ơi. Nhờ cái giọng đó chị. Nhà cũng nhờ cái giọng đó thôi là rồi mẹ con em cũng chết luôn, chị trúng hết trơn ba mẹ con luôn đó. Ừ, quá trời hên thiệt luôn á. Bởi vì chị ở mới cho cái tổ tạm bợ nó mục nát về, rất là nguy hiểm luôn á. Rồi mấy cái này là cái chỗ nấu ăn mình ha chị. Đúng rồi. Hôm nay là nấu cơm chưa? Ăn cơm mẹ con ăn cơm mà vừa ăn cơm vừa đâu khoảng mười mấy phút vậy đó. Là... Dạ, bữa nay mẹ cơm ăn cơm với gì vậy? Cá biển kho. Cá biển kho hả? Chấm kho được không? Đây hả? Ôi ôi. Hai mẹ con ăn có nhiêu đây thôi hả? Ăn nhiều đó đó. Cá biển kho đấy chắc mua ngoài chợ hả chị? Mượn xe đạp chạy dưới này nè. Dạ. Này có người ta bán đồ tươi. Dạ. Rồi mỗi lần chị đi chợ là chị đèo ba mẹ con đi luôn hả? Không, em bỏ ở nhà nó dỗ cho nó ngủ. Chị đi ngủ xong em mới đi. Trời ơi. Chị gan vậy? Ở đây gần là cái sông á chị ơi. Cái này em đóng gào lại nè. Mà không coi em nó rất dễ lắm. Bữa hỏi mấy anh vô quay cũng vậy cũng la em vậy đó. Vì em biết tánh mấy đứa này. Nó ngủ em mới đi không mà. Không nhưng mà như vậy cũng không được đâu. Nguy hiểm lắm. Dạ. Chị như vậy là chị gan lắm rồi đó. Rồi đi. Cái thằng này sao thằng này thì em thấy nó đi được nó lấp chấp nè. Nó đi kêu nó dặn nó nhà nó ngồi đó đó. Vậy hả? Ừ. Múc nó ra ra chỗ lưu nước, nó múc nước chỗ đó nó chơi dơ chỗ đó thôi à. Ừ. Nó không có xuống sông. Không ý là chị đi là chị có gào lại không? Có. Chị gào sao? Kéo tấm này lại vậy nè. Ờ, kéo tấm mũ lại gì thôi hả? Kéo tấm mũ cuột lại.
cuộc ở ngoài. Cuộc ở ngoài là còn nhốt hai đứa nhỏ trong? Nhốt ở trong, chừng nào về mở. Trời ơi. Thằng nhóc nó có mở được không chị? Nó mở nó cũng ra cũng được, mà nó ra nó ngồi chỗ đó chơi không mà. Em thấy bên đây toàn là nước không nè, rất nguy hiểm luôn á. Không có đó, không có cạn gì, cắt lục bình đó, như kiểu cắt ngọn đó phải không, ngồi đằng cái nhàn đó phải không? Ừ. Nó ngồi đó cho nên ở lần này nó phá vậy nè. Nó chồm chồm sao á. Nó nghịch cái cọng lục bình vô để chơi, nó bắt ngốc á. Ừ. Bắt cua ba con gì? Đi ăn con cua mình với mà nó dập lép à. Xuống gịch gịch vậy đó, xuống cái đó nó nhủ vô đó. Mẹ ơi cứu con nè. Đâu lại kéo lên chị. Ừ. Chạy cho nó biết cho nó sợ. Rồi. Giờ đừng kêu nó xuống dưới nè, nó không xuống nữa. Ừ, mà chị phải kỹ kỹ chút xíu rồi đó. Không có ấy chứ, sợ lắm nha. Dần sóc nước mà mình phải kỹ kỹ chút xíu được. Mà thôi chị đi chợ lâu không mà bỏ được tụi nó nhà. Đi như vậy không à? 15 phút không? Hơn đó một chút. Vì đi chạy xe đạp đi chạy về hơn à. Đi bộ ra tới đường là hết 15 phút. Ừ. Hơn nữa đó. Ừ. Rồi ra ngoài mượn xe đạp chạy ra chợ mua đồ. Không đâu ra chợ đâu, qua cầu dán như này rồi tới cái cầu tình nguyện như này tới rồi. À. Nhưng mà là lâu lâu mới đi chợ một lần hả? Đúng rồi. Mày bốt đi chợ chị nhờ ai á, vô đây giữ giùm bé đi. Chứ em thấy là mấy chị hồi sáng không điện rồi. Nguy hiểm lắm thật sự luôn á. Qua điện kêu đi là dẫn hai đứa nhỏ gửi ngoài này đi mua đồ ăn, hai mẹ con ba mẹ con lội về. Đúng rồi, dẫn hai đứa nhỏ ra trước, em thấy ở nhà trước nè. Rồi xong rồi ra ngoài mình gửi cho nó chơi nó chút xíu vậy đó. Ừ. Chứ không biết được chuyện gì xảy ra chứ. Nó còn nít mà. Rồi chị dẫn tụi em vô nhà mình coi chỗ ngủ mình ha. Ôi sao vô đây anh Kiệt. Anh Kiệt vô được không? Ôi đây nè cái nhà. Đụng đầu à? Đụng đầu nè. Đụng đầu. Đây là chỗ ngủ của ba mẹ con mình. Và tối là nằm trên chiếc chiếu này ha. Nằm chiếu gạch lót ngủ tối đau lưng sống. Là tức là cái gạch này là chỉ lấy gì lót à? Cái gạch bị nhà sập á. Ừ. Nè. Gạch bên nhà bên kia ha. Ừ, đúng rồi. Ồ đây nè cả nhà. Ở dưới lấy gạch lót làm cái giường. Ở dưới là lót tre xong ở trên lót gạch. Tấm chiếu này cũng hư hết rồi nè. Lót đại lên vậy hết cho nó mềm hết rồi. Nó mua chiếu nó cho. Ừ. Quá trời sót cả nhà. Cái con chòi này không phải. Này em nói chị đừng buồn nha. Cái này giống như là con chòi vịt đó. Đúng rồi. Chòi người ta nuôi vịt đó. Thực sự. Như cái chòi vịt như cái chòi đi cắt lúa hồi đó chị còn đi cắt lúa. À. Một con chòi này dựng tạm bợ lên ở 1-2 ngày rồi người ta đi. Đó, chứ ai đâu mà thật sự là khi mà rơi vào hoàn cảnh. Vô đây nó hầm. Rơi vào hoàn cảnh như vậy mình bắt buộc mình phải chịu như vậy hả chị? Phải chịu thôi chứ sao vậy? Và chị có tính dự định tương lai như thế nào không? Dạ, chị tương lai thì chị mong có cái nhà che nắng che mưa con chị, rồi chị mua chiếc xe đạp đi để bán giấy số. Mua xe đạp đi bán giấy số ha. Rồi đi bán giấy số là đèo theo hai đứa nhỏ này luôn. Đèo theo hết. Rồi bây giờ là mình không có vốn bán giấy số hay sao chị? Còn Nguyễn có ấy thì tiền đi chức ra lấy giấy số bán không được, giờ không chưa có xe. Chưa có xe đạp hả? Giờ cần là cần chiếc xe đạp. Với lại một ít vốn thêm chút xíu vốn nữa mà mình đi bán giấy số ha. Đúng rồi. Ừ. Như vậy. Nếu mà chị đi bán giấy số thì cũng được, một ngày cũng ví dụ bán 100 tờ đi. Ngày 100 tờ thì cũng được 100 ngàn. Đúng rồi. À, cũng có cái đồng ra đồng vô cả nhà. À, quay xung quanh cho cả nhà xem ở trên lót còn những tấm bao nè. Có dột không? Có mấy bữa gài nó mưa nó dột. Mưa nhiều thì dột ha. Đúng rồi. Mưa kiểu mà mưa thì không có gió, nó không có vũ, nó không có dột. Ừ. Mà mưa nó vũ cái đầu cái mấy cọng mình chặn ở trên á. Dạ. Nó cọ, gió nó cọ cái đầu nó nhiễu xuống. Nhiễu lợp đợp vậy. Nhiễu ướt à. Hôm bữa em có nghe là chị giống như là mình rơi vào cái bế tắc á, rồi mình muốn quyên sinh nè, ôm hai đứa con của mình quyên sinh nè. Đúng rồi. Đó, chị nghĩ dột, chị nghĩ là con đường, chị nghĩ là chết là hết. Để sống cho người ta sỉ nhục. Ta sỉ nhục ta chà đạp. Đó, chị này có bầu nữa nè.
lớp có bầu cấp mà chị còn ở trong bụng với lớp ông chị sanh gà với gà rồi luôn, gà tháng luôn. Tính là cái cấp mà chị ở còn trong bụng là tính treo cổ trong nhà trọ. Rồi sanh chị này ra, ra tháng tính là kêu những người một đứa em ở sớm chở đi ra cây cầu Thu Châu Hà Tiên mình á. Trời ơi. Mày mấy đó nó biết nó không có chở. Lúc mà bé còn trong bụng là chị đã có ý định là treo cổ trong phòng vợ rồi. Đúng rồi. Rồi sau đó mà khi sinh bé ra là chị lại có ý định là nhảy cầu. Nhảy tính nhảy cầu 3 lần. Tính nhảy cầu 3 lần luôn. Tội gì trời. Rồi chị nghĩ như vậy rồi mấy đứa con của mình như thế nào? Chị chết chị cũng chuyện ôm con theo chết hết. Sống chứ để mẹ chồng mình có người khác rồi chờ con mình sẽ sống với người đó, biết người đó có thương con mình không? Khổ. Câu chuyện cô của chị kể biết chừng nào hết được. Rồi bây giờ chị còn ý định đó không? Không, giờ chị nghĩ sống sao mà có tiền làm gì, có tiền nuôi con chị được kìa. Ừ. Nếu mình nghĩ đường con đường hồi đó thì mình chị có nghĩ đường dại dột, mình chết. Chết người ta cười mình, nói mình ngu. Bị chồng bỏ mà chết. Trên xã hội không có chuyện gì mình, không lẽ không trên đời này không còn người đàn ông tốt nào tốt hơn người đó nữa sao, mình chết vì người đó. Ừ. Chị làm sao mà phải sống dương lên, làm gì đó chị mau ước thì có cái nhà che nắng che mưa con chị đi làm. Rồi xong làm sao cho dương lên cho con, cho cuộc sống cho con chị im ấm. Ừ. Rồi làm gì đừng để cho người ta khi dễ, đừng chà đạp chị xuống. Mình phải ngóc đầu ngồi dậy chứ đừng nhìn lên chứ đừng nhìn xuống gì nữa, như con như người khác. Đúng rồi. Chị suy nghĩ như vậy đó là chị không có còn suy nghĩ tiêu cực, nó rất là tốt. Chị suy nghĩ như vậy là rất là tốt luôn á. Nhưng mình khi mà mình chết như vậy mình đâu có giải quyết được cái vấn đề gì đâu. Đúng mà. Đúng rồi. Mà chị lúc đó chị nghĩ không biết sao, chị nghĩ cái đường quẩn mà chị ôm con chị chết không biết. Giống như đôi lúc mà mình khổ quá rồi tinh thần mình bắn loạn á. Bây giờ chị cố gắng giữ gìn sức khỏe mà lo cho hai đứa con của mình nè. Nó đâu có tội tình gì đâu đó. Chị thấy hai đứa nó đâu có tội tình gì đâu. Nếu mà chị làm điều dại dột á thì thật sự là rất là tội luôn á. Nhưng mong sao chị có tiền. Hứa chị có tiền chị trị bệnh rồi chị khỏe phát là chị đi làm kiếm tiền chị nuôi con chị. Chứ nhiều người mấy anh đồ là cũng quay hỏi em vậy đó anh, nói chị là hả cưng gì, có nghĩ là bước thêm bước không vậy đó, hoàn toàn không. Ừ. Chẳng thà sống làm sao mà nuôi con để sau này cho con nó có người mẹ hãnh diện cho con mình được. Ừ. Tức là bây giờ là chủ yếu là chỉ là nuôi hai đứa con của mình thôi ha. Đúng rồi. Chứ không có biết thêm bước nào nữa hết trơn á. Đúng rồi. Mà con mình bây giờ là trên hết. Con mình trên hết tất cả. Biết về mình ưng á, mình chọn thêm một người nữa. Đã mình sai rồi, giờ mình bước thêm một người nữa, y gan nữa, vậy nó sai nữa. Ừ. Rồi lỡ tao thương mẹ, tao không bế con rồi sao? Ta hành hạ, ta chà đạp quýnh con mình sao? Nhớ thà sống như vậy nuôi con đi. Mà nghĩ có ba thằng trai, giờ có đứa con gái không lẽ mình cho. Kệ khổ là khổ rồi. Như con và chồng của chị nói, khổ cũng khổ, con nghèo cũng nghèo rồi. Thôi để đẻ đứa con gái đi con. Nhà có đứa con gái gán nuôi. Tới đâu nó tới. Rồi có ai sinh con mình không chị? Có sinh trong bệnh viện nhiều lắm. Về đây người ta cũng sinh. Dứt khoát chị không cho. Dứt khoát không cho ha? Không. Mà chị đã có cái ý định là mình đã cho chưa? Hồi đó có. Hồi cấp chưa sanh chị nghĩ định là trong bệnh viện lọt lòng ra là ai cho làm giấy là chị cho liền. Ừ. Mà chị nghĩ đó. Giờ mình có đứa con gái. Trời, ai ở ác chứ mình thì có ông trời, có ông mắt, ông dòm. Thương lắm, cưng lắm. Nghe nó lại sanh đứa con gái lọt lòng ra vui khóc luôn. Ừ. Mà vậy nỡ nào người ta cũng trông một đứa con gái kêu chị sanh đứa con gái đi. Sanh giết ba thằng trai đó.
Rồi cuối cuộc được đứa con gái người ta kêu chị phá thai bỏ đi. Là chồng chị ha. Đúng rồi anh. Tức là ông cũng mê con gái, ông kêu chị xanh để kiếm gái ha. Đúng rồi. Tới lúc mà có con rồi, có con gái rồi thì lại có người khác rồi mới đầu kêu chị phá bỏ. Hồi đó có mấy thằng cha thứ hai đi làm, đi làm ấp 2 trên Đồng Nai, chở nó chồng làm cây trong rừng á. Dính bầu cái anh thứ ba. Nói anh em có bầu mà. Nói em bỏ nha anh, nói vợ mình chưa có gì hết, giờ quá to, đừng lớn, nó ở với ông nội thì mình giờ mình lo mình làm đi. Sau này có nhà cửa bằng phụ cha mẹ, có nhà có cửa đi mình sanh cũng sanh chưa muộn. Kiếm đứa gái không muộn, thôi giờ lỡ có thôi để giờ thôi cứ anh có em đi, sanh kiếm đứa gái đi. Mới nghe lời, mới đẻ thằng cha thứ ba, dính cái ông này. Như thằng này cũng đòi bỏ nữa, kêu đẻ đẻ đi kiếm đứa gái. Cũng nghe lời nghe đẻ đẻ. Cái này chị này cũng ngừa, ngừa sao mà chỉ lên được đó. Bé này tên gì chị? Nhã Hân. Nhã Hân, cái gì Nhã Hân nè? Chưa làm giấy ra xanh không biết sao nữa nè. Ủa, chưa có giấy ra xanh không? Lọt lòng ra tới giờ ra tháng giờ chưa có giấy ra xanh. Rồi sao chị không làm cho nó? Hôm đó chị còn trong tháng kêu cha nó làm á, cha nó nạt, cha nó chửi chị. Kêu làm từ từ đây, còn trong tháng còn nhỏ đừng làm, để lớn sao làm, về công chỗ nữa. Rồi chị ra tháng chị đi luôn đó. Nhưng mà chị vẫn làm cho nó được mà. Ừ, làm ở đây cũng được mà. Hay là phải về địa phương chứ làm? Chắc nữa sanh chỗ nào nữa về nó cho nó làm quá. Em sanh trên Kiên Giang cho nó. Lại chỗ nhưng mà bây giờ là bé này vẫn chưa có giấy khai sinh luôn nè cả nhà. Chỗ anh đang ngồi kìa, sống nổi. Thương quá ha. Rồi tính bây giờ lấy theo họ chị hay là theo họ cha? Chắc sau này chắc lấy họ mẹ. Lấy họ mẹ ha. Với giờ cha còn nữa Nguyễn đâu. Nguyễn họ mẹ họ thì Nguyễn Nhã Hân. Nguyễn Nhã Hân. Còn cái thằng lớn này chị? Lớn, thằng lớn thì tên Tịnh, Bùi Quốc Tịnh á. Bùi Quốc Tịnh. Năm tuổi rồi mà chị tính chuẩn bị vô học rồi đó, thì chị tính cho nó đi học không? Cũng qua sang năm chắc cũng kiếm tiền cho nó học chứ. Đã mẹ nó dốt không lẽ cho con nó dốt theo mẹ nữa. Đúng rồi, chị phải cố gắng lo cho nó đi học sau này, tại nó biết con chữ rồi, sau này cho tương lai của nó chứ giờ mình không cho đi học tội nó lắm chị. Năm tuổi rồi, sang năm mình bắt đầu là vô học rồi, lẽ tụi nó giờ học mẫu giáo mới đúng, rồi cha nó vậy biết sao giờ. Phải chịu thôi. Chị hồi xưa là cũng không có học hành gì hết hả? Rồi đó khổ cũng chết luôn, nên cha nuôi trâu con đông nữa. Đâu có đi, cũng có đi học mà như kiểu đó không có ham học á. Thấy về đi học về lên về cái đầu quan tập đó treo lưng trâu. Giữ trâu. Nói chung là xưa mình cũng khổ á, cái việc học hành cũng không quan tâm tới nhiều ha. Năm tuổi có chút bé à, giống mình cha nó nhỏ con. Bé này giờ còn uống sữa bịch hả chị? Còn sữa bịch, còn hôm qua mua chứ hết rồi, đâu có đi chợ được đâu, mua hôm qua chục bịch sữa. Dạ. Dạ con sao thấy cưng ác không? Ngoan ha. Ngoan, không có quậy. Thấy anh lớn này hơi hiếu động hơn nè, anh lớn hơi quậy hơn nè. Bốn đứa cái anh này quậy nè. Còn hai đứa con lớn của mình là hiện tại đang dưới Cà Mau với hả chị? Ở dưới Cà Mau với ông nội với. Hai đứa con trai luôn ha. Hai đứa con trai, hai thằng lớn ngoan lắm. Rồi có bao nhiêu tuổi rồi? Thằng lớn nó 14 tuổi, thằng nhỏ nó 12 tuổi rồi. Cũng còn đang đi học dưới hết ha. Đang đi học. Chị có thường về thăm nó không chị? Muốn về có không được đâu nha. Nó không có cho em về đâu. Sao lại không cho chị về? Không biết lý do. Mà chồng chị bậy, chị đâu có bậy đâu. Trước kia rồi trong Tết á, trong Tết năm rồi á, là nói chung là ông già chồng chị có kêu chị về dưới. Ông già chồng chị kêu đó, về đây cha con mình có gì ăn cái nấy. Nhà chồng chị mới gửi cho chị 1 triệu là đi về. Cái đầu chị sắp xếp xong rồi đang về với Tết
gần gũi mẹ con rồi. Dạ. Rồi cái chị mới điện lại cho ông nhà chồng nói cha mời con về. Dạ, ông nhà chồng nói con ở dưới chơi 1 tháng 2 tháng đi. Tới giờ luôn đó. Là nhầm khi liên lạc đó, cũng khó khăn lắm. Chị nói vậy đủ hiểu rồi, chị không quạch tẹt ra. Ừ. Chị nói vậy hiểu rồi. Thì chắc cô bác anh chị mà nghe chị kể cũng hiểu được cái nỗi lòng của chị khi mà ở bên nhà chồng như vậy ha. Rồi bây giờ là chị biết chồng mình đang ở đâu không? Ở trên Kiên Giang chứ. Ở Kiên Giang ở chỗ cũ luôn hay sao? Chỗ cũ luôn. Rồi bây giờ là sống với cái người đó luôn. Sống với người đó thì tại chả luôn. Ừ, sống với ở người... nhà trọ. Ở nhà trọ. Sống với người đó là như vợ chồng luôn. Rồi chị với ảnh là có đã ra tòa ly dị chưa? Chưa, với cái thôn chị đang còn cầm giữ ở đây. Vẫn còn giữ ha, chứ chưa có ly dị ha. Rồi chị có bàn với ảnh là cái chuyện mà ra tòa ly dị gì không? Có một lần chị nhắn tin chị nói là có một lần ảnh điện với chị á, là đi về chợ ảnh ký giấy. Chị mới nói sao cấp tôi ở chợ ảnh á, tôi ở chợ ảnh sát bữa ở nhà trọ chợ ảnh á, anh tới lui về sao anh không ký, tôi kêu anh ký không ký, tôi về đây anh kêu ký, tôi đâu có tiền đi gặm mà đi tới luôn mà tôi ký. Dạ. Rồi chị mới điện cho nhà chồng chị hay, nói là cha ơi, anh lo ảnh điện kêu con về chợ ảnh ký giấy, nó muốn cái gì điện cho cha. Là nói chung nhà chồng chị không cho chị ký. Dạ. Rồi muốn cái gì kia là cha mấy đứa này á, nó muốn gì á, điện thẳng cho cha trực tiếp, nói chuyện với cha. Nói chung là nhà chồng chị không cho ký là cũng muốn hàn gắn chị với chồng chị lại. Ừ. Đối với chị bây giờ á, có hàn gắn đi nữa, con ngựa nó muốn quay đường cũ, ngựa nó muốn đi rồi nó muốn quay đường cũ là nó quay lại, nó đi hoài luôn à. Tha lần nào lần này nó cũng đi lần khác. Chẳng thà như cái nào nấy cho quốc phát hơn cái một. Nhưng mà bây giờ là ảnh đang sống với người kia mà cũng sao làm sao hàn gắn được. Sao hàn gắn được? Bởi vì ổng giờ ổng sống với ai, không sống với ai hết á. Ổng mình nên ổng á, mình còn có thể là mình hàn gắn đồ này kia, mình bấm bụng mình mở được. Ê. Còn bây giờ là không sao con. À mà. Bánh à. Nè con. Cảm ơn chú. Ờ giỏi. Cũng ngoan nè, ngoan ngon lành nè. Nói chuyện rành với con, nó nói chuyện rành chưa? Nói chuyện rành mà nó nói chuyện nhiều nhanh lắm. À. Mình nghe từ từ là mình nghe mới kịp. Đó, nó nói chuyện nó léo mình này, nó léo mình kia nhanh lắm. Thì cho em cho mẹ nó kìa, giỏi quá trời kìa. Con. Nó kêu xé cho con. Nó kêu xé cho con chứ không phải là cho mẹ ha. Ăn thử rồi ngon không? Ăn thử rồi ngon. Con đó. Ăn thử coi. Ngon không? Đúc ngon em ăn. Đúc em ăn. Ngon không? Dạ ngon mẹ ơi. Ê hồi mẹ sạc ngon nguyên. Không con? Ngon không? Chú hỏi ngon không? Thích không? Dạ ngon. Nói. Dạ ngon. Thằng bé này em thấy nó nhìn giống giống cha ha. Nè nó giống cha. À giống cha nhiều à. Con đẹp chứ cha xấu quá ha. Con chắc giống mẹ. Thì mà cha xấu quá à. Đi đâu 10 người ta nói hết đủ 10 rồi. Trời xấu quá à. Rồi ngày hôm nay tụi em ghé thì cũng có biết được hoàn cảnh của chị như vậy á, thì cũng có một số tiền của một vị mạnh thường quân là anh Kinh Võ. Em cũng chích cho số tiền là 500 ngàn em gửi cho chị ha, để cho chị mua đồ ăn đồ uống đồ cho các bé ha. Cảm ơn. Dạ. Đây chị cầm giùm em ha. 500 ngàn của anh Kinh Võ. Ba mẹ con em cũng cảm ơn mạnh quân anh Kinh Võ. Dạ dạ đúng rồi. Anh Kinh Võ rất nhiều. Thì đang cũng cảm ơn anh Kinh Võ rất là nhiều đã gửi một số tiền để ủng hộ ba mẹ con, giúp ba mẹ con có được cái gọi là cái miếng ăn hàng ngày cả nhà. Thì nếu mà may mắn thì được mạnh quân giúp đỡ mình thêm cái đưa phần cho em, con lấy cho em. Chị bệnh ha. Bên kinh của em cũng chích 500 ngàn của cô Kim Nguyễn ở bên Úc, cũng gửi cho chị ha. Thì, nói chung là cô Kim Nguyễn sữa rồi cho mấy cháu hả chị? Dạ. Cô Kim Nguyễn ở Úc. Trời sao ai vậy? Gọi vậy? Sao gọi vậy? Sao tự nhiên máy lên? em cũng cảm ơn chị Kim Nguyễn. Chị Kim Nguyễn ở bên Úc, ba mẹ con em cảm ơn rất nhiều. Tắt đi con. Được rồi, trước mắt thì trao cho mình một số tiền như vậy á, chị giữ kỹ nha. Ở đây em thấy cũng hoang vắng quá cho nên mình để tiền cũng kỹ kỹ nha chị.
Chị cũng rỗi con chứ đâu dám để con mình. Ừ. Nhiều khi là người ta biết mình có tiền á, người ta vô ta làm chuyện này chuyện kia mình cũng không biết được ha. Đúng rồi. Ừ. Ngừa bệnh hơn chị bệnh. Dạ cũng sợ tại vì ở đây vắng quá thật sự. Nó cho em ngủ đèn đêm em không dám ngủ đâu, thiệt luôn á. Bữa hôm chị gái, bữa hôm chị bệnh chị nhập viện á, bà xuống bà coi hai đứa này mà đốt có đèn xanh nánh gì đó, à. Bà không dám ngủ á. À. Vậy đó. Đưa cho em ăn với con. Rồi thì Đăng với lại anh Kiệt Long An á thì cũng chia sẻ cho cả nhà biết về cái hoàn cảnh của chị với lại hai đứa con ở đây rất là khó khăn. Hiện tại là sống ở trong một cái căn chòi ở giữa ruộng như thế này, cái nhà làm thì không có được cái kinh phí để mà duy trì cuộc sống hàng ngày, cho nên là cũng gửi một cái số tiền đó là hai kênh gửi 1 triệu để cho chị có thể là có tiền cho mấy bé ăn uống, thì cũng rất là mong là sẽ kết nối được với Quỳnh Thường Quân giúp thêm cho chị ha. Dạ rồi thì Đăng cũng với anh Kiệt cũng kết thúc video đây, cũng chúc cả nhà thật là nhiều sức khỏe và nhớ bấm like và chia sẻ video này nha cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo.